Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản, theo lời mời của nhà nước Nhật Bản. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Nhật Bản diễn ra đúng vào thời điểm rất đặc biệt trong quan hệ hai nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhau trao đổi và thống nhất những phương hướng lớn, các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản sang một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đáp ứng lợi ích và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hội kiến nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo cấp cao và phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và một số hoạt động quan trọng khác. Dự kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ thăm tỉnh Fukuoka và một số hoạt động tại đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi và các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trước khi tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi và các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua luật căn cước, luật nhà ở sửa đổi. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật căn cước. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết qua thảo luận tại kỳ họp thứ 6 và phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, hầu hết ý kiến đại biểu Quốc hội đều đồng ý với tên gọi của dự thảo luật và tên thẻ căn cước đã được giải trình tại báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật căn cước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc sử dụng tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số. Sau khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật căn cước, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua luật này. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87,25%. Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước. Đối với dự thảo luật nhà ở sửa đổi, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật nhà ở sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo đầy đủ giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật nhà ở sửa đổi, trình Quốc hội xem xét thông qua, gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Sau khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua một số nội dung cụ thể và toàn văn luật này. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 423 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 85,63%. Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua luật nhà ở sửa đổi. Sáng nay tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 87 năm 2023. Trong thời gian 16 ngày, 134 học viên được tiếp thu các nội dung trọng tâm như quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Thứ tự các bước chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của cơ quan tổ chức địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng, nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm bồi dưỡng quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Chiều qua, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long phối hợp với Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn phương pháp cách thức định hướng nghề nghiệp và tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức trong trường học cho học sinh trong thời đại kỷ nguyên số. Hơn 260 cán bộ quản lý và giáo viên trung học phổ thông dự tập huấn được chia sẻ thông tin định hướng hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm và tư vấn tuyển sinh cho học sinh trung học phổ thông. Nghe chia sẻ của chuyên gia tâm lý về kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông, phương pháp đào tạo thích hợp và ứng dụng trong việc dạy học ngoại ngữ. Qua đó khơi gợi ý tưởng sáng tạo, định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong thời đại kỷ nguyên số, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường, theo định hướng phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trước ngày 25 tháng 12. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết việc báo cáo sớm nhằm giúp cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời để các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị khi có tranh chấp lao động không để đình công xảy ra kéo dài, gây ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, trong 10 tháng năm 2023, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long chi khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế đạt hơn 83% dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao trong năm. Tính đến hết tháng 10, Quỹ Bảo hiểm y tế đã thanh toán cho trên 2,1 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh, với số tiền hơn 671 tỷ đồng, chiếm 83,3% dự toán chính phủ giao trong năm. Trong đó, chi khám chữa bệnh nội trú là hơn 282 tỷ đồng và ngoại trú là hơn 384 tỷ đồng. Còn lại là chi thanh toán khám chữa bệnh trực tiếp và chi chăm sóc sức khỏe ban đầu. Để nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu quả tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, ngành bảo hiểm và y tế sẽ phối hợp tăng cường thanh kiểm tra công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh đúng theo quy định luật bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đồng đội tương thân tương ái, chiều qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Long Hồ do Thượng tá Nguyễn Thái Hiền, trưởng Công an huyện Long Hồ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho Đại quý Trần Hoàng Ngôi, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Trà Ôn, bị thương nặng khi làm nhiệm vụ và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thượng tá Nguyễn Thái Hiền, trưởng Công an huyện Long Hồ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần đối với Đại quý Trần Hoàng Ngôi và gia đình, đồng thời trao số tiền 100 triệu đồng do lãnh đạo các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Long Hồ đóng góp hỗ trợ chia sẻ giúp Đại quý Ngôi và gia đình vượt qua khó khăn. Đồng thời, nhóm thiện nguyện Dạng Xuân thành phố Vĩnh Long cũng vận động nhà hảo tâm trao số tiền 13 triệu 200 ngàn đồng hỗ trợ Đại quý Ngôi. Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an huyện Trà Ôn về tuần tra kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, vào khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 11, Đại quý Trần Hoàng Ngôi tham gia cùng với 3 thành viên của tổ công tác. Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện ghe gỗ không số hiệu có 2 đối tượng đang khai thác cát sông trái phép nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Nhưng các đối tượng không chấp hành, điều khiển phương tiện bỏ chạy và xảy ra va chạm với phương tiện của tổ công tác, làm cả 4 người rơi xuống sông. 3 người của tổ công tác bám được vào ghe của đối tượng, riêng Đại quý Trần Hoàng Ngôi bị chân vịt mái ghe gỗ của các đối tượng cắt đứt 2 chân. Sau đó, Đại quý Trần Hoàng Ngôi được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Hiện tinh thần và sức khỏe của Đại quý Ngôi đã tạm ổn định. Nhằm nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu đối với các phương tiện ô tô có cải tạo, trong trường hợp nghi ngờ, các trung tâm đăng kiểm cần tra cứu nội dung cải tạo. Theo đó, các trung tâm đăng kiểm toàn quốc đều được phân quyền và có mật khẩu để truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung về xe cơ giới nhập khẩu kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp toàn quốc do Cục Đăng kiểm xây dựng lưu trữ, nhờ đó dễ dàng đối soát đảm bảo chất lượng kiểm định phương tiện.